Kính thưa quý vị và anh chị em, biến cố quan trọng này xảy ra chung quanh một tượng Đức Mẹ Maria cao 3 feet với khuôn mặt giống người Nhật tại nhà nguyện dòng nữ tỳ thánh thể của Thánh Tâm Chúa. Các hiện tượng siêu nhiên xảy ra cho sơ Agnes Sasagawa, một trong các nữ tu tại đó. Đức Mẹ Maria đã ban cho nữ tu Agnes các thông điệp của mẹ. Nữ tu Agnes chịu nhiều bệnh tật, trải qua 20 cuộc giải phẫu. Khi Đức Mẹ Maria bắt đầu hiện ra thì nữ tu Agnes gần bị điếc. Vào ngày 12 tháng 6 năm 1973, khi nữ tu Agnes mở cửa nhà tạm để chào Chúa Giêsu Thánh Thể thì một luồng ánh sáng mạnh mẽ chiếu ra từ nhà tạm và tỏa sáng tràn ngập cả nhà nguyện. Điều này xảy ra liên tiếp trong 3 ngày. Khi nữ tu Agnes hỏi xem các nữ tu khác có thấy gì không thì họ không thấy gì khác lạ. Luồng ánh sáng mạnh mẽ ấy chiếu sáng đúng vào ngày lễ kính mình Mẫu Thánh Chúa Giêsu. Khi sơ Agnes trình với Đức Giám mục Ito của giáo phận Akita lúc ngài đến thăm tu viện thì Đức Giám mục Ito khuyên sơ hãy giữ thinh lặng trong trái tim. Vào đêm trước ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu trong cùng năm đó, năm 1973, thiên thần bản mệnh của sơ Agnes bảo bà hãy cầu nguyện với lời kinh Fatima: Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục và xin đem hết thảy các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Vào sau mỗi chục kinh kính mừng. Lúc đó lời nguyện này chưa được thịnh hành tại Nhật Bản, do đó sơ Agnes gặp trở ngại vì không hiểu nghĩa. Nhưng sơ Agnes bắt đầu cầu nguyện kinh này, rồi các nữ tu cũng bắt đầu đọc kinh này. Đến nay thì lời kinh này đã được phổ biến rộng rãi trên toàn nước Nhật. Trong một lần thiên thần bản mệnh hiện ra thì có một vết thương mang hình thánh giá xuất hiện trên bàn tay trái của sơ Agnes và bắt đầu chảy máu. Việc chảy máu ngừng vào ngày lễ vô nhiễm nguyên tội mùng 8 tháng 12 năm đó. Ngày thứ 6 tiếp theo, vết thương lại chảy máu và ngừng vào ngày hôm sau. Việc này kéo dài một tháng. Sau đó thiên thần bản mệnh của sơ Agnes nói với sơ trong nhà nguyện: Dù gần bị điếc nhưng sơ nghe thiên thần nói rõ ràng. Sau đó thiên thần bản mệnh của sơ Agnes nói với sơ trong nhà nguyện: Dù gần bị điếc nhưng sơ nghe thiên thần nói rằng: Con đừng chỉ cầu nguyện cho con mà phải cầu nguyện cho các dân tộc trên toàn thế giới. Thế giới ngày nay đang gây thương tích trầm trọng cho Thánh Tâm Chúa Giêsu qua tội lỗi và sự vô ơn của họ. Sau khi nghe những lời này, sơ còn nghe tiếng của Đức Mẹ Maria xuất phát từ thánh tượng trong nhà nguyện: Con gái ơi, con rất vâng lời mẹ, con đã từ bỏ mọi sự. Sự điếc lát này làm cho con đau khổ nhiều. Con hãy kiên nhẫn và con sẽ được chữa lành. Đây là sự thử thách mà thôi. Con hãy cầu nguyện đền tội cho tất cả mọi người. Hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các giám mục và linh mục. Vào ngày 6 tháng 7 năm 1973, một vết thương hiện ra trên bàn tay phải của thánh tượng Đức Mẹ Maria trong nhà nguyện. Rồi vào những ngày sau đó thì khuôn mặt của thánh tượng mẹ chảy máu. Vị thiên thần bản mệnh của sơ Agnes nói với sơ rằng: Việc chảy máu này rất nghiêm trọng. Mẹ khóc nước mắt này cho sự hoán cải của loài người và đền tạ cho tội lỗi của họ. Hãy làm việc sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu và cộng thêm việc sùng kính máu cực trao báu Chúa Giêsu. Một tháng sau đó, sau khi nhìn thấy vết thương trên tay phải của tượng Đức Mẹ Maria, sơ Agnes nghe lời này: Con gái ơi, nếu con yêu mến Chúa thì hãy lắng nghe lời mẹ. Có nhiều người trên thế giới làm cho Chúa Giêsu đau buồn. Mẹ tìm các linh hồn có thể an ủi Chúa Giêsu và làm việc đền tạ dâng lên Ngài. Chúa Cha đang chuẩn bị trừng phạt thế giới một cách lớn lao. Nhiều lần mẹ đã cùng Chúa Giêsu con mẹ cố gắng làm dịu cơn thịnh nộ của Chúa Cha. Mẹ dâng lên Chúa Cha nhiều linh hồn đền tạ bằng lời cầu nguyện và hy sinh. Đây là điều mẹ xin con: Hãy vinh danh sự nghèo khó, sống khó nghèo
và giữ lời khấn hứa. Ba điều này giống như ba cái đinh đóng chặt con với thánh giá. Cái đinh của nghèo khó, trong sạch và vâng lời. Bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 1973, tượng Đức Mẹ Maria bắt đầu chảy mồ hôi từ mặt mẹ đến chân của mẹ. Nước mắt bắt đầu chảy từ mặt mẹ. Cả một mùi hương thơm bao trùm trong nhà nguyện. Điều này xảy ra nhiều lần trong sự hiện diện của nhiều người, kể cả Đức Giám Mục. Tượng Đức Mẹ Maria đã khóc tất cả 101 lần. Vào ngày 13 tháng 10 năm 1973, Đức Mẹ Maria ban thông điệp nghiêm trọng này cho Sơ Agnes. Như mẹ đã nói với con, nếu nhân loại không hối cải và cải thiện đời sống, thì Chúa Cha sẽ trừng phạt nhân loại cách nặng nề. Sự trừng phạt này sẽ lớn lao hơn trận lụt hồng thủy. Chưa ai thấy từ trước, nhiều người sẽ chết. Các con hãy cầu nguyện bằng chuỗi kinh mân côi thường xuyên. Chỉ có mẹ có thể ngăn chặn những tai họa. Những ai tín thác nơi mẹ thì sẽ được cứu rỗi. Thánh tượng Đức Mẹ Maria tiếp tục khóc và rồi mẹ ban cho các thông điệp khác. Nhiều khách hành hương đến và đã nhận được nhiều ơn lành. Lời cầu nguyện của họ được nhận lời. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong một lá thư mục vụ, Đức Giám Mục Ito nói rằng thật là khó khăn khi phải tin một thông điệp nảy lửa do Đức Mẹ Maria ban, trừ khi có những chứng cớ thật từ Đức Mẹ. Tuy nhiên, Ngài nói rằng cuộc trừng phạt đáng sợ mà Đức Mẹ Maria tiên báo có nói đến một điều kiện là nếu nhân loại không ăn năn và không cải thiện cuộc sống. Đức Giám Mục Ito thêm rằng đây là một lời cảnh cáo nghiêm trọng. Cùng lúc đó, mọi người đều nhận thấy rõ tình yêu từ mẫu của Đức Mẹ Maria. Trong thông điệp, Đức Mẹ Maria cảnh cáo thế giới rằng sẽ có một phần lớn nhân loại bị chết. Mẹ nghĩ đến số người sẽ bị mất đi và mẹ rất buồn.